Hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chủ đề mới. Đó là một chủ đề liên quan về cách nhận biết và bảo vệ các bộ phận trên cơ thể của bạn nam nhé. Và bạn nam trong bài của chúng ta ngày hôm nay sẽ có tên là... Để mình mở ra xem có tên là gì nhé. Bạn nam sẽ có tên là Nam luôn chú mình ạ. Và xem là trong quyển sách này dạy chúng ta điều gì nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau dở trang đầu tiên nào. Điều gì đây? Các bạn nhìn thấy hình ảnh gì nhỉ? Hình ảnh tập thể dục đúng không? Bạn nam đang tập thể dục. Ở phía xa thì có hai bạn nữa đang chơi trò chơi cầu lông đúng không nào? Ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe phần ghi chú trong bức tranh nhé. Bố mẹ luôn nói với tớ rằng con cần biết quý trọng và bảo vệ bản thân bằng cách rèn luyện cơ thể. Đó là một thói quen tốt. Tập thể dục thể thao hàng ngày, ăn uống điều độ để có thể có một sức khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái. Như vậy thì mới có thể cao lớn và học tập tốt. Và tớ đang thực hiện điều đó hàng ngày đây. Bạn nam đã rất là nghe lời bố mẹ đúng không nào? Hàng ngày bạn tập thể dục vào buổi sáng. Như thường lệ thì chúng ta dậy, buổi sáng chúng ta ngủ dậy thì chúng ta sẽ ăn sáng và đi học. Nhưng bạn nam sẽ dành 30 phút cho bài tập thể dục vào mỗi sáng đấy các bạn ạ. Như vậy sẽ giúp cho bạn nam có một sức khỏe tốt này, cơ bắp đối với con trai thì sẽ có cơ bắp quân quận này, con gái thì sẽ có một thân hình thon thả đúng không nào? Ngoài ra sẽ giúp cho trí óc của chúng ta trở nên sảng khoái hơn, cũng như là có một tinh thần tốt để bắt đầu vào một ngày mới đấy. Ngoài các bộ môn tập thể dục buổi sáng, ví dụ như là chúng ta tập các bài tập thể dục về cơ bản tay, chân, lườn, bụng, gối, thì chúng ta còn có thể là tập nhảy dây này, hoặc là đánh cầu lông này, hoặc là chạy bộ, rất là tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Nói chung là trong cuộc sống của chúng ta, ngoài việc ăn và ngủ ra thì các bạn hãy cố gắng dành 30 phút đến 60 phút trong một ngày để chúng ta tập thể dục, giúp nâng cao sức khỏe các bạn nhé. Ok, thời lượng của video hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, lắng nghe, chia sẻ và subscribe cho kênh của mình, theo dõi kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Video tới chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nghiên cứu về những cái hoạt động dành cho các bạn để làm sao có một sức khỏe tốt nhất nhé. Tạm biệt các bạn.